Depois sou para falar tudo zinho aqui. Não quem quem bebe água no zio. Ué, ué, que te ué? Ué! Ué, ué, que te ué? Ué! Đông Ba Lô nghẹn ngào tâm sự khi mang nền nông nghiệp Việt Nam đến châu Phi. Ánh Sao Vàng xin mến chào quý vị cùng đông đảo các fan trong cộng đồng Team Châu Phi. Trong những ngày qua, dự án nông nghiệp của Team Châu Phi đã được mở rộng theo quy mô nông trại, trồng đủ các loại rau củ ăn quả, chăn nuôi đủ loại gia cầm, gia súc. Sau bao ngày làm việc vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, Team Châu Phi cùng bà con các bản làng miền núi Angola cũng đã đạt được những thành công nhất định. Để có được như ngày hôm nay, các thành viên trong Team Châu Phi cũng nhiều lần ngã bệnh nặng. Nhưng vì sự tin yêu và niềm tin của người dân nghèo Angola, nên các anh đã quyết định trụ lại tại nơi đây, cùng bản làng từng giờ, từng ngày, từng tháng, phát triển thoát khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu. Trên hành trình thiện nguyện tại bản làng, Team Châu Phi đã gặp những khó khăn gì và thành viên trong team nghĩ gì về việc làm này? Ánh Sao Vàng xin mời quý vị cùng nghe tâm sự của anh Đông Paulo, một thành viên cốt cán của team. Đông Paulo, chàng trai quê chị Hai Nam Tấn. Nguyễn Đông Sinh, sinh năm 1986, tại thôn Lương Trang, xã Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình, có nickname Châu Phi là Đông Paulo. Năm 2013, anh Đông đi xuất khẩu lao động tự do tại Angola, một đất nước nghèo và lạc hậu ở Châu Phi. Sau một thời gian làm nghề xây dựng, anh Đông đã tích lũy được một số vốn và chuyển nghề quản lý bãi xe. Từ năm 2019, khi dịch bệnh bùng phát, việc làm ăn gặp khó khăn, song anh vẫn quyết định ở lại châu Phi và cùng với một số người bạn đồng hương như Quang Linh Vlog, Hùng Kaka, Linh Philip. Cũng từ đây, hành trình mang văn hóa và nông nghiệp Việt Nam đến với đất nước lạc hậu của nhóm đã dệt nên những câu chuyện đẹp. Khi đến thăm nhà người bạn bản xứ, đồng cảm với những người nông dân thuộc nhiều sắc tộc thiểu số nơi đây bởi họ quá nghèo, thiếu thốn đủ thứ. Đồng cùng các bạn khoan giếng nước sạch tặng người dân. Nơi đồng ở là huyện Bailondo, tỉnh Huambo. Người dân nơi đây chưa bao giờ được dùng nước sạch bởi chi phí khoan giếng đắt, vượt quá khả năng so với thu nhập của họ. Đồng cùng nhóm Team Châu Phi đã quyết định bỏ tiền thuê thợ ở Huambo, cách làng San Zala khoảng 100 km, đến khoan tìm nước ngọt giúp dân làng. Đến nay, nhóm đã khoan được hơn 100 giếng nước cho các thôn bản ở vùng quê heo hút nghèo khó. Thông qua tìm hiểu, anh Đông được đa số khán giả nhận xét là con người nồng hậu, nói chuyện hài hước và anh cực kỳ tỉ mỉ trong các công việc. Giải thích cặn kẽ để người dân hiểu được giá trị cốt lõi của việc phát triển nông nghiệp. Ví dụ sau khi thu hoạch khoai tây, thay vì chia cho người dân mang về ăn, thì anh Đông cùng các anh em trong team đã bàn bạc đưa ra ý kiến. Nên để khoai này làm giống, nhân rộng diện tích trồng khoai, thì sau này bà con sẽ có nhiều khoai hơn. Tuy nhiên, các anh cũng không để người dân phải chịu thiệt, vì khi lao động vất vả, ai cũng muốn được hưởng thành quả. Và chính vì thế, các anh cùng trưởng bản chia đều cho mỗi hộ một ít, coi như đó là nguồn động lực để bà con phấn đấu hăng say lao động hơn. Trong một lần đi khảo sát thực tế tại bản làng, thông qua cuộc nói chuyện của anh Hùng và anh Đông, nhiều khán giả Việt mới vỡ lẽ và cực kỳ yêu quý các anh. Quý vị biết đấy, đi làm ăn nơi xứ người, điều mà ai cũng hướng đến, đó là quê hương, là gia đình, là vợ, là con. Nỗi nhớ ấy cả bao giờ nguôi ngoai khi ta chưa trở về mái ấm của gia đình. Anh Đông chia sẻ, nhớ nhà thì tất nhiên là nhớ rồi, nhưng chả lẽ mình về thì ai ở lại giúp người dân. Thôi cố gắng 2-3 năm nữa thì người dân có thể tự trồng và chăm sóc rau và con vật thì anh em ta về. Nhìn sâu thẳm vào đôi mắt ấy là hàng mi ngấn lệ, nhưng với tấm lòng nhân nghĩa cao cả, anh em trong team Châu Phi đã gác lại việc riêng, chú tâm vào giúp đỡ bản làng. Nhiều người cứ nói, ôi giời, nó làm cũng chỉ vì tiền, chứ tâm với tâm cái gì. Thực sự, nếu quý khán giả hay cộng đồng fan team Châu Phi luôn đồng hành cùng team từ những ngày đầu, thì sẽ hiểu công việc của các anh không phải vì tiền, mà đó là vì một tương lai tốt đẹp, xóa bỏ sự nghèo đói, khai sáng nền nông nghiệp, cầm tay chỉ việc cho người dân Châu Phi từng chút một. Đó là công việc không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự nhẫn nại, ý chí tiến thủ và cả tấm lòng bao dung. Nông nghiệp vùng Bailondo rất kém phát triển, người dân chủ yếu trồng ngô, gần như không biết trồng rau xanh, đất đai bị bỏ trống rất nhiều. Nói không hòa thì đây chính là vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi.
Sinh ra ở đất lúa, thảo nghề nông nên Đông đã bàn bạc với các bạn đem kỹ thuật canh tác của Việt Nam để thay đổi cuộc sống nơi này. Từ thử nghiệm trồng một vườn các loại rau Việt Nam cho đến nay thì quy mô trồng rau đã lan rộng ra cả hàng trăm hecta. Về chăn nuôi, người dân nơi đây chủ yếu nuôi lợn và dê thả rông nên năng suất thấp. Nhóm đang hướng dẫn họ chăn nuôi đúng khoa học để có năng suất cao. Những lứa dê con, những đàn lợn đã nhanh như thổi. Việc đạt được những thành quả nhìn thấy đã giúp bà con có niềm tin vào tương lai hơn. Do người dân chỉ đi bộ đến các bản làng, chỉ có con đường nhỏ băng qua những nương ngô, bãi đất hoang, rất khó đưa vật liệu xây dựng vào để xây dựng lớp học, nhà văn hóa. Nhóm huy động người dân tập trung làm đường. Ngày nay, hàng chục km đường ô tô, xe ba gác chở vật liệu, lương thực vào trung tâm làng đã hoàn thành. Dù đã kéo điện lưới đến với bản làng, nhưng điện chỉ đến được với một số bản đông dân. Đặc điểm của những ngôi nhà truyền thống ở nơi đây là làm bằng đất, thấp, túp lều và chỉ có một cửa ra vào, nên bên trong nhà luôn tối. Sau khi xem xét cách làm trên mạng, chiếu ánh sáng mặt trời bằng cách sử dụng một chai nước gắn với một thanh sắt mạ kẽm trắng và kết quả thật mỹ mãn. Đến nay, hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Balundo, nơi có chứa lưới điện đã được chiếu sáng bằng những vật liệu tưởng như bỏ đi và được mọi người ưu ái, gọi là bóng điện mặt trời Việt Nam. Khi được hỏi về kinh phí giúp đỡ người dân nơi đây, anh Đông tâm sự. Vì khi còn làm thợ kỹ thuật xây dựng, rồi sau đó chuyển sang làm bãi xe, nên các anh em trong team lương cũng khá cao. Sau khi trích một phần gửi về quê để vợ con trang trải cuộc sống, thì cũng có một khoản riêng định mở rộng kinh doanh. Song khi thấy hoàn cảnh khốn khó của người dân bản địa, các thành viên team châu Phi đã dồn hết vào làm từ thiện. Ngoài ra, YouTube mang lại thu nhập đáng kể cho đội. Về kênh YouTube hiện tại, Đông cho biết, ngoài những kênh ban đầu của các thành viên như Quang Linh Vlog, đã có gần 3 triệu người đăng ký, thì kênh Nông nghiệp Việt Nam tại châu Phi đã có hơn 1 triệu sau khi đăng ký. Kênh Đông Bao Lô Vlog của riêng Đông cũng đã có hơn 500.000 lượt đăng ký. Khi lập YouTube, nhóm vừa quay lại hoạt động thường ngày của nhóm, vừa đăng tải cho bà con ở quê xem, nhưng lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ ngoài mong đợi. Đặc biệt bằng việc trao tặng những phần quà và nhu yếu phẩm cho trẻ em nghèo, giúp đỡ những người nông dân ở đây, đồng thời tạo ra các lớp học cho các em nhỏ, tìm nhận được những sự hưởng ứng của người Việt trên toàn thế giới. Các mạnh thường quân cũng gửi kinh phí hỗ trợ, giúp bọn em thực hiện ước nguyện của mình. Vợ Đông, chị Trần Thị Nhụy, xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà chia sẻ, gần đây do dịch bệnh bùng phát, công việc khó khăn, chồng em không có điều kiện gửi tiền về nhiều như trước kia. Nhưng buổi tối xem YouTube, thấy anh ấy làm được nhiều việc ý nghĩa và được mọi người cổ vũ, nên em rất tự hào. Em ủng hộ việc làm của anh ấy, chỉ mong anh ấy giữ gìn sức khỏe, làm nhiều việc tốt ý nghĩa hơn nữa. Tự hào vì những thanh niên giàu nhiệt huyết đang góp phần mang lại cuộc sống mới cho người dân Angola. Trong đó có chàng trai quê lúa Nguyễn Đông, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Xin được dẫn lời ông chủ tịch huyện Balundo, tỉnh Huambo trong lễ khánh thành ngôi trường tại làng miền núi xa xôi San Zala. Người Việt Nam mang đến cho chúng tôi khoa học về nông nghiệp, mang đến con chữ cho trẻ em nghèo, mang ánh sáng tình thương đến với người dân. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Việt Nam trong trái tim chúng tôi. Qua lời tâm sự của anh Đông cùng những video mà team gửi đến quý vị khán giả, bạn có cảm nhận như thế nào thì chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ thẳng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.